Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để liên tục trong buổi sáng ngày hôm nay, chị Hai Em xin được gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Quang Huy với bài hát được mang tên Duyên Tình. Xin được trân trọng kính mời. Thương nhớ người ơi, để tôi biết bao đêm trường.